Mới rồi, xin chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với Truy Tìm Cao Thủ. Và đây là một game show rất là thú vị, bí ẩn nhưng đầy hấp dẫn. Và khung giờ phát sóng vô cùng quen thuộc đó chính là 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Và như thường lệ, tuần mới lại trôi qua, đúng khung giờ này chúng ta sẽ gặp gỡ 4 người chơi hoàn toàn mới nha quý vị nha. Tuần này họ là ai? Xin mời. Đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu một ca sĩ nữ rất trẻ, giọng hát có nhiều năng lượng và ngày hôm nay rất là tươi tắn đến với chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Một tràng pháo tay cho ca sĩ Lưu Hiền Trinh. Hello Trinh. Dạ em chào anh Minh Xù, chào tất cả quý vị khán giả và chào ba bạn chơi. Dạ, yeah. Giới thiệu ca sĩ nào thánh thoát một câu nghe chơi. Tiền thật nhiều trong túi, tiền thật nhiều trong ví, vẫn có lúc đau đầu, mấy ai chỉ sướng vui mà không sầu đau. Tiền nhiều trong túi, tiền thật nhiều trong ví, ta vẫn cứ lao động, đến khi nước mắt rơi lấy tiền mà lao. Hey! Và người chơi thứ hai xin được giới thiệu diễn viên Đoàn Bảo Ân. Em xin chào anh Minh Sù và chào quý vị khán giả, cùng chào các bạn chơi. Yeah. Và em là diễn viên ạ, và đây là lần đầu tiên em tới chương trình ạ. Anh biết, gương mặt mới lắm. Ở thành phố Hồ Chí Minh thích nhất điều gì? Con người và cách sống ạ. Rồi, ơn ráng chơi nha. Dạ. Rồi, người chơi thứ ba ngày hôm nay là một cô em gái của tôi rất là thân thương rồi, nhưng mà xuất hiện Truy Tìm Cao Thủ tuần này rất là dễ thương, xinh đẹp, xin được giới thiệu diễn viên, MC, ca sĩ, người mẫu và một nghệ sĩ đa di năng, Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Xin chào mọi người, mình là Quỳnh Châu. Châu xuất phát là từ người mẫu chứ không có phải là một cái name quá dài như là anh Sù. Hôm nay thì là lần đầu tiên Châu đến với Truy Tìm Cao Thủ. Oh, Châu thật sự là ngỡ ngàng và bỡ ngỡ. Wow. Cũng như là rất là ngây thơ, không có biết cái gì hết trơn. Một con nai vàng ngơ ngác á. Yeah. Được rồi, cái này là cái scene này ok, được ổn nha. Làm lại ha, cái nữa nè, 2, 3. Dạ thì nói cho khoe một chút là lần trước là em là cao thủ. Đó. Đó là Chế Nguyễn Quỳnh Châu và người cuối cùng đó chính là ca sĩ Tùng Lâm. Dạ. Yeah. Xin chào tất cả khán giả, xin chào anh Minh Xu. Và xin chào tất cả các cao thủ. Tất cả các cao thủ. Xin mời các cao thủ loại Tùng Lâm. Hôm nay đến với chương trình mùa thứ 3 rồi, em thấy sao? Em thấy rất là vui. Em rất vui khi được tới đây tham gia chương trình. Đấy, phải thế. Dạ, nhưng mà em sẽ mong là em sẽ thông minh hơn và hiểu biết hơn, học được nhiều hơn. Đúng rồi. Và có nhiều tiền hơn em về. Vâng, và thời gian làm quen đã hết. Đây là thời gian rất khốc liệt dành cho bốn bạn. Chúng ta sẽ có 4 thẻ quyền năng chia đều cho cơ hội may mắn, ai bóc cái gì xài cái đó. Cao thủ, đây chính là nhân vật nguy hiểm nhất, là người biết đáp án cho tất cả mọi câu hỏi. Tuy nhiên, để che giấu thân phận thực sự của mình, họ có thể sử dụng chiến thuật trả lời sai để đánh lừa 3 người chơi còn lại. Khi trả lời sai, họ cũng sẽ bị trừ 1/2 điểm số của câu hỏi đó. Người hoán đổi. Khi bắt đầu cuộc chơi, người hoán đổi chọn một người chơi bất kỳ trong 3 người còn lại. Nếu người chơi này bị loại, người hoán đổi sẽ được chức năng của người chơi đó, kể cả chức năng cao thủ, chuyên gia dịch chuyển. Khi bắt đầu cuộc chơi, chuyên gia dịch chuyển sẽ chọn một người chơi bất kỳ trong số 3 người chơi còn lại. Nếu người chơi này bị loại, thì người dịch chuyển sẽ được hưởng toàn bộ số điểm của người chơi đó. Số điểm của 2 người chơi còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. Phong tỏa. Khi bị loại, số điểm của người này không bị chia đều cho những người chơi còn lại, mà sẽ được bảo lưu để so sánh điểm với những người chơi còn tồn tại đến vòng cuối cùng. Với cao thủ, nếu có thể tồn tại được đến vòng cuối cùng thì sẽ được cộng thêm 100 điểm vào quỹ điểm của mình. Trừ cao thủ, 3 nhân vật còn lại chỉ được sử dụng quyền năng của mình một lần duy nhất theo chiến thuật của mình để nâng cao số điểm. Rồi, ai muốn là cao thủ giơ tay? Sao không ai là cao thủ ấy nhỉ? Trời ơi, toàn ngây thơ nha. Bây giờ thôi, đây là 2 nhân vật cộng cán đã từng chiến thắng rồi. Cho 2 em bé này bóc trước. Nè, người mới luôn. Mở cộng hàng đi em. Mở hàng nha. Khoan xem nha. Rồi, quánh tù xì có ai hồi bóc? Quá. Một. Em. Đấy, Nhường. Em biết, trên tâm hình em nhìn nó một cái. Okay. Cao thủ. Phải không? Không biết nha. Ok, bây giờ mở xem nè, bây giờ xem từng người một nè. Ok, mời Trinh xem nè. 3 người chơi còn lại mình xem Trinh nè. Rồi, tiếp tục Ân nè. Cái nét giật mình kìa.
giật mình có nhịp luôn á. Tự nhiên cái thở dài, tình mình không hề giả chân chút nào luôn. Thật sự, nào Châu nào. Nào, để Châu, trời để ơi. Châu. Úp sời. Cầu được ước thấy nhỉ. Cầu được ước thấy. Nào mời Tùng Lâm. Nói gì với ba bạn đó? À, em à? Ừ. Không, chúng mình chơi thôi. Vâng, chúng mình chơi thôi. Đầu tiên tặng cho mỗi người chơi 50 điểm. Mùa 3 của chúng ta thì các bạn thấy có hai chiếc ghế rất là dễ thương trên sân khấu. Nó không hề vô hình đâu, nó có ý nghĩa hết. Nếu như mình bị loại, dạ, hàng ghế VIP ngồi bên đây coi show. Hai vòng, một vòng loại một người, xong ngồi đây nhìn trực diện vô đây mới thấy được cái nét diễn rất là tinh tế của những người còn lại ở đây và cao thủ diễn như thế nào. Vâng, còn chần chờ gì nữa. Vòng đầu tiên do team xin mời. Quý vị thân mến, Truy Tìm Cao Thủ đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu đầu tiên thôi. Vòng khởi động mang tên gọi do team. Bốn người chơi thân yêu ơi, chúng ta sẽ có hai gói câu hỏi như sau. Tư duy và kiến thức 1, 2, 3 chính là những câu hỏi đơn giản. Trả lời đúng thì mình được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Từ số 4 tới số 6 là những câu hỏi khó hơn. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 15 điểm. Rồi, ai lựa chọn đầu tiên cho tay? Mời Lưu Huyền Trinh. Em xin chọn câu hỏi số 1 về kiến thức ạ. Kiến thức số 1 nhé. Câu hỏi như sau. Virus sởi lây truyền qua đường nào? A. Tiêu hóa. B. Hô hấp. C. Máu. Và D. Sinh dục. 30 giây bắt đầu. Người hoán đổi và chuyên gia dịch chuyển lựa chọn luôn con số để dịch chuyển thân phận nha. Tùng Lâm số 1, Quỳnh Châu số 2, Ân số 3, Trinh số 4. Lựa chọn con số không phải số của mình. Hết giờ, xin mời đáp án của Tùng Lâm. Thấy đăm chiều lắm ạ. Mà băn khoăn với tiêu hóa với lại hô hấp. Vâng. Nhưng mà nếu mà để chọn đáp án chính xác hơn thì em sẽ chọn hô hấp. Để xem có đúng hay không. Dạ dạ. Quỳnh Châu gật gù lắm. Dạ, em nghĩ là bệnh sởi lây qua đường hô hấp. Ok, dạ. Tiếp tục, mời Bảo Ân. Em thì cũng phương án hô hấp ạ. Hiền Trinh, câu này em chọn đó em. Vâng ạ, bởi vì em cũng chọn đáp án là hô hấp. Bởi vì nếu mà để lây theo một cái kiểu mà phải tiêm vaccine đồng loạt khi mà mới được sinh ra thì có lẽ là hô hấp là cái cách truyền nhiễm nhanh nhất. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng bố bạn nha. Hoàn toàn hợp lý. Bệnh sởi lây truyền qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với những người bệnh, khi bệnh nhân ho, hắt hơi hoặc là tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người bệnh. Ok, mỗi bạn được 10 điểm đầu tiên khởi động. Tốt ha. Rồi, mời Tùng Lam lựa chọn. Em sẽ chọn tư duy. Số mấy em? Số 2. Câu hỏi số 2 là một câu hỏi về hình ảnh. Mời các bạn nhìn vào màn hình máy tính cho bên xuống biết từ khóa này có nghĩa là gì. 30 giây bắt đầu. À, em biết rồi. Thời gian đã hết. Xin mời đáp án của Bảo Ân trước đi. Em thì chưa có trả lời ạ. Em nhìn thấy cái gì? Cái ô ạ. Ô gì? Ô dù ở trong. Ôi trời đất ơi. Thì ra là vậy đó. Chưa, hả? Chưa tới lượt mình. Để Ân trả lời. Cái ô dù đang vẽ. Ô dù. Sao lại là ô dù? Ừ, nó cũng hơi. Ô là dù rồi, đúng không? Cho nên thôi đợi nghe đáp án của Trinh thử xem. Thật ra em không có câu trả lời chính xác. Và em cũng chưa hình dung ra cái này có nghĩa là gì. Em viết đại là tranh dù. Tranh dù hả? Chắc có thể sai rồi. Lâm sao em? Em cũng chưa có đáp án luôn. Chưa có đáp án luôn. Chưa đáp án luôn, dạ. Châu hồi nãy giờ là cứ lóe lên. À thì ra là đây nè. Sao em? Đáp án của em là gì? Em viết cái đáp án của mình trước. Em biết rồi. Anh thấy cái đó là cái ô đúng không? Đúng. Nhưng mà em người miền Nam nên em thấy cái đó là cái dù. Ừ. Thế là em thấy cái dù xong có cái mâm trái cây. Thế em ghi là dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Wow. Có cái cây búa gì không? Tôi quýnh cho một phát á. Em cái dù thôi có mâm trái cây. Rồi cuối cùng em nghĩ là cái gì mà em lẽ lên là A? Thì đó, thì là nãy anh này nói cái chữ ô thì em biết rồi. Em nghĩ nó sẽ là ô tô. Ô tô. Đúng rồi, thì ô nó cái chữ ô đứng đầu tiên nó chỉ có cái đó là hợp lý nhất. À. Anh nói ô cái là em biết luôn. Nhưng mà chúng tôi lựa chọn đáp án của em viết ngay từ đầu nha em nha. Vâng, đáp án của chương trình là ô tô nha. Các bạn đều sai, mỗi bạn bị trừ 5 điểm hết nha. Thôi không sao, câu này là câu dễ mà, cho nên bị trừ 5 thôi. Và bây giờ xin mời Chế Châu lựa chọn. Dạ, kiến thức.
Kiến thức số 6. 6, hay ho lắm. Câu hỏi như sau: ngọn núi lửa lớn nhất còn hoạt động ở châu Âu nằm tại quốc gia nào? A. Đức, B. Bỉ, C. Phần Lan và D. Ý. 30 giây bắt đầu. Lưu ý nha, còn hoạt động nha. Hết giờ. Mời Tùng Lâm, đáp án của em là gì? Cái này em chọn đại. Đáp án của em là Bỉ. Bỉ? Bỉ, dạ. Hiền Trinh, sao em? Em chọn Phần Lan. Phần Lan. Bởi vì là em thích thôi. Không sao, để xem. Chế Châu? Dạ, em chọn Ý. Vì sao? Tại vì lần trước cũng ở truy tìm cao thủ luôn. Em được... chúng một cái câu đó em tranh cãi với mọi người rất là nhiều về cái câu cái tháp Pisa của Ý á. Thì khi mà mọi người tranh cãi là lý do vì sao nó nghiêng á, thì lần đó có nói một lần là có ảnh hưởng của cái ngọn núi lửa nên là thành ra em quyết định là em nhớ cái đó. Ok, chọn Ý. Mời em Bảo Ân. Em cũng chọn Phần Lan ạ. Phần Lan luôn. Ok, anh nghĩ là cũng chọn đại thôi phải không? Dạ vâng. Và có 3 phương án được lựa chọn: Bỉ, Phần Lan và Ý. Trong 3 phương án này có đáp án chính xác. Và đáp án chính xác của chương trình là D, Ý. Chúc mừng. Yeah. Chế Châu đã từng tham gia rồi cho nên là cũng có một cái gợi ý từ trước rồi. 30 điểm dành cho em, 3 người chơi còn lại mỗi người bị trừ 15 điểm. Và lượt cuối cùng xin mời Bảo Ân lựa chọn. Em xin chọn phần kiến thức câu hỏi số 5 ạ. Số 5. Câu hỏi như sau: Điêu Tàng là tập thơ đầu tiên của nhà thơ nào? Có 4 gợi ý: A. Anh Thơ, B. Thế Lữ, C. Bích Khê và D. Chế Lan Viên. 30 giây bắt đầu. Hiền Trinh với lại Chế Châu tự tin lắm. Xong tại hết em rồi. Em bấm bừa á anh. Ủa thế? Vâng. Hết thời gian. Để xem đón bừa là đáp án gì. Mời Lưu Hiền Trinh. Thơ của các nhà thơ từ thời xưa thì em rất là kém. Ừ. Nên em chọn là tác giả Chế Lan Viên. Vì bởi sao? Vì em nghe cái tên này quen. Ừ. Tiếp theo đi, mời Tùng Lâm. Em cũng phương án này là chọn theo cảm tính thôi. Trong 4 nhà thơ này thì em biết nhà thơ Thế Lữ và Chế Lan Viên. Ừ. Đâm ra là em chọn Thế Lữ. Thế Lữ. Dạ, Thế Lữ. Rồi, tiếp tục Chế Châu. Cụ Chế Lan Viên là nếu tính ra là em cũng cùng họ với cụ. Chế Nguyễn Quỳnh Châu hay Chế quá. Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Ok, Chế Lan Viên. Còn cuối cùng, Bảo Ân, câu này em chọn đó. Em chọn Chế Lan Viên ạ. Dạ, vì sao? Em biết hả? Tại vì em thích nhà thơ Chế Lan Viên ạ. Cảm ơn em. Để xem đâu là đáp án đúng. Và đó chính là Chế Lan Viên. Chúc mừng. Dạ, 3 bạn, mỗi bạn 30 điểm. Còn Tùng Lâm bị trừ 15 điểm. Ok, bây giờ chúng ta đã hết lượt rồi ha. Rồi, thời gian thảo luận bắt đầu. Lưu ý, loại cao thủ biết tuốt nhé. Xin mời, ai nói giơ tay. Mời Trinh. Nãy giờ theo như cảm tính và sự quan sát của em thì em có cảm giác như Quỳnh Châu chính là cao thủ. Vì sao? Em chỉ có một cảm giác là Châu là cao thủ thôi. Cảm giác thôi, và để coi có hai người chơi còn lại sao. Anh Lâm cũng là một người rất là có kinh nghiệm trong truy tìm cao thủ. Nhưng mà đợt trước khi mà làm cao thủ thì Lâm khác hơn so với lần này. Em không biết là do rút kinh nghiệm hay là đổi chiến thuật, nhưng mà em có cảm giác khác. Thì em nghĩ là Lâm không phải là cao thủ. Rồi, còn Bảo Ân sao? Cái người chơi mới nè. Em thì em nghĩ với kinh nghiệm và bản lĩnh đầy mình của Chế thì em nghĩ lịch sử sẽ lặp lại tiếp theo. Sao? Châu, lên tiếng đi em. Thì một câu đơn giản thôi, em không phải là cao thủ. Nhưng mà em đoán chắc là chị Trinh là hoán đổi hay là chuyển gì đó, là chị chọn em. Nên là chị muốn loại em. Nên là chị mới để ý kỹ là em đúng bao nhiêu câu. Tại em còn không nhớ em đúng bao nhiêu câu. Hợp lý. Nên là em đoán vậy thôi. Lâm, sao em? Em có hai cái gạch đầu dòng về cao thủ. Nhưng mà gạch đầu dòng thứ nhất là bạn ấy chọn một cái câu hỏi khó đầu tiên. Là câu hỏi số 6. Đó là cái để em nghi ngờ. Và cái thứ hai là bạn đang lập luận như kiểu chính bạn đang là cao thủ. Thì em nghi ngờ Châu. Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Dạ. Dạ, nhưng mà chắc là này em giải thích một xíu là tại vì nếu mà anh Sù mà chơi với em là biết là em mà đụng cái gì là em chọn cái khó nhất đầu tiên. Hợp lý. Em luôn luôn là như vậy. Không có binh vực nha. Nhưng mà vấn đề là mỗi người mỗi tính thôi. Và đôi khi trên cái sàn đấu như thế này lại chơi một cái cách khác nữa thì sao, phải không? Tùy. Rồi. Mời các bạn nhắm mắt ạ.
Hãy làm theo khẩu lệnh của Minh Sù. Xin mời Lưu Hiền Trinh mở mắt, đưa tay về nhân vật em muốn loại, đó là cao thủ. Cảm ơn em. Mời Chí Nguyễn Bình Châu, đưa tay thôi. Cảm ơn em. Mời Tùng Lâm. Cảm ơn em. Mời Bảo Ân. Cảm ơn em. Cảm ơn ba người chơi đã không do dự và loại đúng Chế Nguyễn Bình Châu. Tức thiệt sự á trời. Không, cái này cũng hơi tiếc, cũng như là hơi ức giùm Châu. Cho nên thôi, em có muốn nói gì không trước khi chia tay? Em không biết nói gì. Chúc mọi người sẽ tìm ra được cao thủ. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi Bình Châu. Rồi, mời Châu khách quốc qua đây nào. Chiếc ghế đầu tiên VIP dành cho em, Chế Châu. Vào đây. Mọi người sẽ hối hận. Ừ, em bây giờ em chống mắt lên em coi nè. Và bây giờ cuộc đấu sẽ tiếp tục vòng 2 với tên gọi Định Vị. Xin mời. Quý vị thân mến, Truy Tìm Cao Thủ và đây là vòng thi đấu thứ 2 Định Vị dành cho 3 người chơi. Các bạn thân mến, trên màn hình chỉ còn lại những câu hỏi như thế này thôi. Chúng ta chỉ chọn một câu thống nhất và trả lời, sau đó mình loại tiếp nếu cao thủ còn tồn tại hoặc người hoán đổi được vị trí của cao thủ. Xin mời. Thống nhất đi ạ, lựa chọn đi một câu. Câu hỏi dễ ha? Dễ đi, dùng đến giờ khó quá. Số 3, Tư Duy. Được không em? Dạ được ạ. Ơn sao? Dạ được ạ. Được đúng không? Rồi, câu hỏi số 3, Tư Duy là một câu hỏi cực kỳ dễ như sau. Cầu nào biết chạy? 30 giây trả lời, bắt đầu. Hết giờ. Mời Tùng Lâm, đáp án của em là gì? Em đánh kịp chưa? Chưa luôn á. Chưa đánh kịp là đáp án cắn rồi. Tại vì hết giờ. Nhưng mà em nghĩ là gì? Em tính quánh vô là gì? Em cũng chưa có đáp án luôn, trong đầu em chưa đáp án luôn. À, để coi Bảo Ân sao, mời em. Em nghĩ là cầu thủ ạ. Cầu thủ. Sao Trinh? Chuẩn luôn. Em nghĩ là cầu khỉ anh ạ. Rồi chạy sao? Khỉ cũng biết chạy. Không phải. Bé Tư Duy cũng hợp lý là con khỉ nó biết chạy. Thì nhưng cầu cái cầu khỉ nó đâu có chạy. Đúng. Tôi cái cầu khỉ làm gì biết chạy. Nhưng mà Tư Duy này của em mới lắm, lạ lắm nha em nha. Nhưng mà em thấy cũng thú vị mà. Rất thú vị nhưng không có điểm em hả? Rồi trừ điểm luôn. Đáp án chính xác là cầu thủ, chúc mừng. Cầu gì biết chạy, chỉ có cầu thủ được chứ cầu đúng gì rồi. Đúng không? Rồi, hai người chơi còn lại bị trừ 5 điểm mỗi người. Riêng Bảo Ân được cộng 10 điểm. Mời các bạn thảo luận, ai muốn nói gì nói. Sao Trinh, giờ đang nghi vấn ai? Thường thì những cái câu hỏi mà Tư Duy á, cao thủ sẽ làm cho mình sai. Cao thủ sẽ làm cho mình sai, một là sai hoặc là không biết. Lâm nghĩ ai? Em nghĩ Ân là cao thủ. Ân là cao thủ. Một cái câu quá dễ mà nghĩ ta cao thủ thì cũng kỳ. Em nói đây là cao thủ, vừa để xem cái mặt bạn biểu hiện thế nào. Còn đó cũng là một cái thử thôi. Em, anh nói em nghe, đối với những câu hỏi Tư Duy á, nó giống như là cái đi thi mà trúng tủ á. Có nghĩa là nó rơi vào cái lĩnh vực của mình nghĩ á, thì nó lại trúng tủ. Cho nên là anh muốn binh vực cho tất cả mọi người để chúng ta công minh với nhau mà suy nghĩ cho chuẩn xác nhất. Xin mời, ba người chơi nhắm mắt hết giờ rồi. Chúng ta sẽ quyết định một lần nữa, cao thủ ở đâu. Xin mời Bảo Ân. Cảm ơn em. Mời Lưu Huyền Trinh. Cảm ơn em. Mời người cuối cùng Tùng Lâm. Em quyết định đó. Cảm ơn em. Mời ba người chơi mở mắt. Và Tùng Lâm đã quyết định lựa chọn loại cao thủ còn lại là Hiền Trinh. Chúc mừng em, em may mắn. Chúc mừng em may mắn bước vào vòng tiếp theo. Bảo Ân em bị loại tại vì có hai người lựa chọn em. Cho nên là chúng ta quay về không. Không sao, đừng nói gì cả. Quay về đây, ngồi với Chế Châu để coi tiếp cái vở diễn của hai nhân vật còn lại của chương trình này quý vị thân mến ơi. Chúc mừng các bạn nha. Vâng, Tùng Lâm và Lưu Hiền Trinh, các bạn sẽ bước tiếp vòng cuối cùng, vòng 3, không loại trừ gì cả. Hãy cùng nhau so điểm ở vòng cuối cùng với tên gọi Lộ Diện. Xin mời.
Quý vị thân mến, Truy Tìm Cao Thủ đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu cuối cùng với tên gọi Lộ Diện. Hai bạn ơi, bây giờ mình còn một câu hỏi thống nhất được lựa chọn mà thôi. Sau đó mình lấy điểm ha. Rồi, xin mời. Và em sẽ chọn câu hỏi tư duy số 5. Tư duy số 5 là một câu hỏi về hình ảnh. Mời các em nhìn vào màn hình máy tính, lựa chọn phương án. Từ khóa này có nghĩa là gì? 30 giây, bắt đầu. Gợi ý cái gì sẽ là từ khóa nằm trong đây? Hết thời gian, xin mời đáp án của Hiền Trinh. Em thì theo suy luận của em là cạch mặt. Cạch mặt? Vâng, tại vì mắt là trên khuôn mặt. Ok. Trừ đi là cạch ra. Cạch ra. Hay quá. Sao Tùng Lâm, đáp án của em là gì? Nó không có tư duy nổi luôn á. Em không có đáp án hả? Em không đáp án luôn. Đây, nó rất là đơn giản thôi. Nó là đôi mắt đúng không? Đôi mắt xong lại dấu trừ. Đôi mắt á, mình hay gọi đôi mắt là gì? Cái từ khác đồng nghĩa với đôi mắt. Nhãn. Nhãn. Nhãn đúng không? Lấy một từ nhãn ra và có dấu trừ. Trong tính toán phép trừ ta gọi là gì? Hiệu. Hiệu. Nhãn hiệu. Nhãn hiệu. À, là đáp án chính xác của chương trình. Mỗi người bị trừ 15 điểm. Mình hết điểm luôn đúng không? Còn. Vâng, và bây giờ sẽ là thời gian vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ thống kê lại điểm số với việc loại trừ đúng, sai và việc lựa chọn loại cao thủ có hợp lý hay không. Xin mời ánh sáng tắt. Và ánh sáng 3 2 1 dừng. Chúc mừng Lê Huyền Trinh. Em thắng hả? Wow, 170 điểm. Tôi đã có dự đoán ở trong đầu rồi, nhưng tôi muốn hỏi từ từ nha. Mời hai bạn về vị trí trước. 170 điểm, chúc mừng Lê Huyền Trinh, 10 triệu đồng. Và người chơi về nhì ngày hôm nay với điểm số còn lại trên bảng điểm của mình 45 điểm, chúc mừng Đỗ Tùng Lâm, 5 triệu đồng thuộc về em. Còn hai người chơi còn lại, Chế Châu đang rất là tiếc bởi vì điểm số của mình lúc đầu á rất là cao, 115 điểm lận. Nhưng mà bây giờ em bị loại rồi, em quay về không bởi vì em không phải là phong tỏa, đúng không? Dạ đúng. Em là ai? Em là cao thủ. Lần thứ ba vẫn là cao thủ. Vậy là cái này là số phận rồi, dạ. Thật sự ra là chúng ta bốc thăm ngẫu nhiên, chứ không phải sắp đặt gì đây cả. Lê Huyền Trinh, em là ai? À, xin giới thiệu mọi người, mình là chuyên gia dịch chuyển ạ. Em dịch chuyển điểm của ai? Em dịch chuyển ở vị trí số 3. Đó là Bảo Ân. Tinh Tinh. Tinh Tinh. Cái thú vị ở đây á là Bảo Ân lại là người hoán đổi ạ. Người hoán đổi. Em chọn vị trí của số 2 ạ. Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Sau khi loại được Châu, em trở thành cao thủ. Sau khi em trở thành cao thủ rồi, với việc loại trừ đúng thì điểm số của em được cộng cho những người còn lại. Đó, và dịch chuyển điểm được của Bảo Ân về cho Lê Huyền Trinh, cho nên là điểm của Trinh tăng lên rất là cao. Và cuối cùng, em là phong tỏa. Hôm nay khá là thú vị, một cái trận đấu vô cùng kịch tính, cao thủ thua nhá. Và người chơi chiến thắng ngày hôm nay là chuyên gia dịch chuyển với 10 triệu đồng. Cái gì mà cứ đòi lấy cái bảng này hoài vậy? Lần đầu tiên chiến thắng phải không? Và vâng, đúng rồi ạ, rất là vui. Tại vì chiến thắng được cao thủ mà lại còn hai cao thủ nữa cơ anh ạ. Chính xác là như vậy. Và bởi vậy giỏi quá, 10 triệu đồng, chúc mừng. Tùng Lâm, em nhận được 5 triệu đồng ngày hôm nay. Hai bạn còn lại, mỗi bạn 2 triệu đồng, chúc mừng. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại Truy Tìm Cao Thủ tuần này ở đây. Đừng quên mở TV vào tuần sau để khám phá một cuộc đấu mới hoàn toàn bí ẩn và hấp dẫn. Đừng quên khung giờ quen thuộc, đó chính là 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Truy Tìm Cao Thủ do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Còn bây giờ Minh Sơn xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Bây giờ á, mình chơi này để ráng làm sao mà hôm nay mình để cho anh Tú anh về cái vị trí đó sớm nhất. Anh rất là hay. Anh luôn tìm ra được những cao thủ bơm hàng. Hay quá. Vậy thì bây giờ chỉ đơn giản thôi, không ai nói gì hết, cho cao thủ nói lời cuối.